Hi, em xin chào tất cả các bác nhé. Thì hôm nay em vào dãy này, vào trong vườn nhãn thì lại không phải là cái vườn nhãn quả này nhé các bác nhé, mà là cái vườn nhãn được khoảng 2 năm. Thì hôm nay em vào để tỉa nhé. Hôm nay em chia sẻ cho các bác cách tỉa cây nhãn 2 năm nhé. Thì chúng ta phải tỉa cho nó thoáng thì nó mới phát triển được cái cây lên nhé các bác nhé. Đây, thì trước hết chúng ta phải cái gốc cây này các bác này. Cái gốc cây này thì chúng ta phải vặt hết đi, vặt cái lá vòng quanh gốc đi nhé các bác nhé. Rồi cao lên một tí cho nó thoáng cái gốc này. Thế lại là khi nếu như mà các bác tưới ống bạt này thì không sao. Đây, nếu như mà các bác tưới cái ống bạt này ấy, thì không sao, nhưng mà khi mà chúng ta lắp bếp lên đây này, ngại như lắp bếp vào chỗ giữa này đi, thì nó sẽ bị mắc cái lá này. Mắc mấy cái lá này thì nó không có tỏa ra được ấy các bác. Cho nên là chúng ta nên là vặt cái lá ở dưới gốc cho nó thoáng ra. Một là cho nó thoáng gốc, hai là khi nếu chúng ta tự bếp thì nó sẽ bị tỏa ra được hơn các bác nhá. Em sẽ vặt mấy cái lá gốc này đi cho nó qua. Thì cái nhãn này nhà em khoảng 2 năm rồi nhá. Đó. Ok. Đấy, khi gặt đi thì gốc nó sẽ thoáng. Thoáng đi rất là nhiều nhá. Đây. Các bác xem. Nếu như mà các bác mà có tưới ống bạt thì các bác là phải để ý khi mình vặt lá xong đừng để nó che mất cái bếp của mình nhá. Lá nó che vào nó sẽ bị nó không tưới, nó không bắn ra được ấy. Đây. Thì khi tỉa cái ở dưới lá ở dưới gốc xong ấy, thì các bác sẽ tỉa cái cành ở vòng quanh cái này cho em nhé. Thì tỉa như sau này, các bác để ý này, có những cái cành mà nó kiểu như nó dày quá, cái chỗ này nó mà dày quá thì chúng ta để ý là có những cái cành mà nó đi ở trên là chỗ này nó có một cái ổ chim thì chắc là em sẽ không tỉa hết nhé, em sẽ để lại cho chim nó ở. Thì đây nó dày quá nhé các bác nhé. Này, nó dày quá thì các bác lựa cho em một cái cành mà nó mọc cái cành nhé. Cái cành không phải cành chính đâu, đây. Đó, cái cành như thế, cái cành không phải cành chính của nó nhé các bác nhé. Cái cành mà nó mọc đi chĩa vào trong đấy các bác. Đây, thường là cái cành này đúng không, mấy cái cành chính này sẽ chĩa lên trên, nó chĩa thẳng lên trên hoặc là chĩa ra ngoài thì mình sẽ để lại. Còn những cái cành như cành này này, đây bác thấy không, nó chĩa vào bên trong này thì nó sẽ gây um tùm lên mà nó không, với cả nó cũng không phải là cành chính của mình ấy. Thì mình sẽ cắt nó đi nha các bác nhé. Các bác lưu cắt là để sát vào dưới hãng cắt của em nhé. Đó, thấy chưa? Các bác thấy nó đỡ tốt hơn không? Đó. Rồi thì em sẽ cắt nốt cái cây này rồi em sang với cây kia, mà có cái nào mà nó dễ hình dung hơn em sẽ quay lại cho các bác. Đây, đây chẳng hạn như cái cành này này. Đó, cái ngày đây thì các bạn cũng cắt đi này. Đó, thấy không? Nó chĩa, nó cứ chĩa vào trong là các bác cắt đi cho nó đỡ dày nhá. À, cái cây nào của mình mà nó thoáng gốc rồi các bác thì quên, khi mà cái cây của mình nó mà không có nhiều cái cành mà nó tốt đấy các bác, nó không bị sùm này, nó không nhiều cành dư thì thôi, thì chúng ta chỉ cần vặt cần thay cái phần gốc thôi cho nó thoáng cái gốc ra các bác. Như cây này thì đây các bác nhìn này,
Đây, chỗ này nó chỉ có một cành thôi đúng không? Đây em quay đó. Nó chỉ có một cành này thôi. Thì chúng ta nghĩ đó là cành chính nhưng mà nó lại mọc từ trong cái gốc này ra này. Đó, nó rất yếu luôn. Này, nó sẽ là chịu cái cây đi. Thì rồi, cắt luôn cho các bác nha. Đó. Cả cành đây cũng thế này các bác. Ở đây, các bác theo. Thì cái cành này thì cũng cắt đi luôn nhá. Này, đó. Như những cái cành nó chìa vào trong như cái cành này này đó. Nó xem này, nó mọc nó chìa vào hướng trong này, thấy không? Nó chìa hướng trong thì nó sẽ chặt đi, nó sẽ gây sùng, nó không cần thiết ấy. Thì ta cũng cắt nó đi luôn nhá. Đó, thấy không? Nó thật nó thoáng hơn không? Như cành này như thế này, cành này thì cũng cắt đi. Đây, cắt sát vào như các bác nhé. Đó. Như cái chùm này cũng thế, nó đang là bị tốt, nó đang bị rậm ở đây thì cắt cái này đi. Cắt chúng ta cũng phải để ý cành như các bác nhé. Trông thì em quay video thì cắt là nó lâu này thôi, còn nếu như mà không quay video thì một cây nó làm sẽ rất là nhanh nhá. Đây, như cái chỗ này. Đây các bác xem này. Đây nó đi xuống dưới này. Thì ở đây nó có mấy cái cạnh này. Thì cắt đi nhá. Bởi vì nó chĩa vào bên trong này này. Đó, nó chĩa vào bên trong này thì chúng ta cắt nó đi, chả để làm gì. Hoặc như cái cành này này. Đây. Tuy đây nha các bác. Tuy nó chĩa ra ngoài đấy nhưng mà nó cong quá, khi mà nó to lên ấy, nó to lên thì nó sẽ kéo cái cành này của mình xuống, cho nên là mình cũng cắt đi, mình lấy cái mỗi cái cành chính này thôi. Đó, còn ở trong cái cành chính ấy nó có mấy cái chồi này, này các bác này. Đó. Thì các bác vặt bớt đi, để lại khoảng hai chồi chính là hai bên với cả một chồi chính đi thẳng lên trên thôi nha các bác nhé. Cắt thế thì nó đỡ tốt hơn. Và cái tỉa cây này này các bác, khi mà mình tỉa đi ấy, thì nó sẽ không cung cấp dinh dưỡng cho cái nó sẽ mất mấy cái nhánh phụ đi, thì nó sẽ không phải cung cấp nhiều dinh dưỡng cho nhiều cành, nó chỉ cung cấp cho dinh dưỡng cho những cái cành chính của mình. Thì là những cái cành chính nó sẽ là nhanh là phát triển hơn nhé. Vì thế là nên là chúng ta phải thoa bớt cành đi để cho nó cung cấp dinh dưỡng chủ yếu vào mấy cái cành chính của mình, thì cây của mình nó mới nhanh phát triển và rút ngắn thời gian để ra quả nha các bác nhé. Đấy, các bác nhìn này. Thì tí nữa em sẽ xuống dưới này, em cắt hết cái loạt dưới này luôn nha các bác nhé. Như cái cây nhãn tốt này này các bác này, đấy các bác thấy không, như chùm này thấy không? Dày không đó. Chỗ này cũng dày này, thì mình sẽ tỉa bớt đi nhá. Thì sẽ tỉa ngay cái cành này này đó, đi ra thì các bác đừng hỏi sao mà mình lại tỉa cái cành nó trồi ra thế. Thì bây giờ nó dày thì mình phải tỉa nó đi thôi. Cả kẻ nó có chìa đường nào thì mình cũng phải tỉa nó đi. Nhưng mà mình tỉa thì phải để ý là cái cành dày đấy, nó có nhiều cành chìa ra, nhưng mà mình phải xem có cái cành nào nó bé thì mình hãy tỉa. Còn cành to thì chúng mình sẽ để lại. Đó. Mình xem nhé, như cái cành này nó chìa ra đúng không? Này, nó chìa ra ngoài này. Mấy cái cành này thì cái cành này nó có thế đẹp hơn, cái thế nó không bị bẻ cây, nó không bị chĩu cây xuống. Thì còn cái cành này, cành dưới chỗ em đang chỉ kìm này, đó. Này, cái cành chỗ này thì nó chìa ra đây, nhưng mà nó lại nằm tận dưới này. Khi mà nó to lên thì các bác bảo sao? Nó sẽ kéo cành này xuống,
mà khi mà có quả nhá, nếu mà cái trường hợp nó có quả mà cành nó to, có quả thì nó dễ bị cái khớp này này đó, nó chẻ xuống nó dễ bị gãy ra nha các bác nhá. Còn nếu cành này nó khép kín hơn, cành trên này nó khép kín hơn thì nó không bị nhá. Đó, à, mình cắt cái cành này đi à, như cái cành này này à, cái cành này thì cũng cắt đi luôn các bác nhá. Thì các bác đưa kìm sát sát vào cho em, sát vào trong xong các bác cắt đi là được. Cứ dày mà chĩa vào trong à, như cành này này đó, nó chém nó đó, để bác thấy đó, nó chĩa vào trong này. Thì gốc ở đây đây các bác, chẳng hạn như cái cây này này đó, thì cái tán nó ít đấy đó, thì chúng ta chỉ tỉa cái gốc đi thôi nhá. Đây thì may thì nó có một vài cái cành thôi, có một vài cành hơi chĩa chĩa thì chỉ sơ sơ qua cho nó. Còn do cái cây này nó đang còn bé cơ, nên là chỉ cần sơ sơ qua cho nó là được rồi, để cho nó phát triển. Đấy, còn cái gốc này thì phải vặt nó đi nhé, cái gốc này vặt chúng ta vặt nó đi cho nó thoáng, để thoáng gốc đó. Là em vừa quay và làm bằng một tay nên là nhiều khi hình ảnh nó có bị che bởi lá hay là rung nắp gì thì các bác thông cảm cho em nhé. Đặt nó đi cho nó qua, cái này được rồi đấy. Bác nhìn này, à, đừng có bác nào thắc mắc là tại sao nhà em này có một số cây nó to đùng nó ra quả như cây vải kia rồi, và một số cây vải cây nhãn xả cành rồi nha các bác. Thì em xin trả lời luôn là những cây nhãn mới khoảng hơn 2 năm hơn 2 năm một tí đây, thì là do trước đây ấy, nhà em trồng toàn bơ ấy, là những cái hốc nhãn này này là bơ hết. Còn những cái mà cây to kia cũng là bơ, nhưng mà lúc đó cái bơ nó chết, cái bơ nó chết rồi, nên là em đốn, em trồng kẹ vào. Thì sau này thấy bơ nó không phát triển được. Đây các bác thấy không, đó, đây là cái bơ này. Thì sau này nó không phát triển được thì là em có đào bật hết lên để trồng vải mấy cả nhãn vào nha các bác nhé. Này, giờ em sẽ sang đây em tỉa cây này luôn. Đó. Thì nói chung là cái vải cái nhãn này thì nó cũng nhanh thôi, cũng dễ, chứ nó không như đi tỉa chồi. Tỉa chồi thì nó bị, nếu như cái cây của mình nó ít lá ở thân ấy thì cái chồi nó sẽ là ra nhiều thì mình tỉa nó sẽ lâu. Chúng ta phải mặt cái lá ở gốc rồi đi cho nó thoáng nha các bác nha, thoáng cái gốc của mình đi. Đừng để nó, các bác đừng để nó che mất cái bếp của mình nhá. Thì kia đi là đến lúc nó không tưới được đâu, nó lại cứ xịt xịt một chỗ, nó không tỏa ra được, nó không ướt cho cây ấy. Đó. Thì giờ sẽ kiểm tra đằng trên này, nếu như cái cành nào nó cứ chĩa vào trong thì nó sẽ cắt bỏ nhé. Đó. Như cái cành này đó. Đó. Nó chĩa vào trong thì em sẽ cắt bỏ đi luôn nhé. Đó. Nói chung là cái cành đằng trong này thì cắt đi cho nó đỡ rậm, đỡ tốn diện tích để cho cái cành chính nó phát triển. Này, to thì to đây, nhưng mà chiếm diện tích không có tác dụng thì
cắt thôi. Đó. Đó, các bác thấy cắt phần này nó sẽ thoáng hơn không? Những cái cành nó chĩa chĩa vào trong cái này thì em cũng sẽ tỉa hết nhé. Tôi sẽ để lại một cành chính thôi, cành do cây này nó cũng tốt đấy, thì em để lại một cành này. Đó, thấy tốt chưa? Thì tỉa hết luôn mấy cái cành con vòng quanh đi nhá, xong là chúng ta sẽ nhìn lại một lượt cành nào mà để được thì để, không để được mà cảm giác là bị đè cái cây ấy. Nói chung là mình phải làm sao cho cái cây của mình nó thoáng và lợi thế cho cây phát triển là được. Đó. Cái cành đà này thì chúng ta có thể để lại này. Đó. Để lại một ngọn với một cành. Đấy. Đó. Đó. Cái cành này đó. Đây các bác nhé. Đó. Cành này nó lại bị đà, nó kéo cái cành xuống, nó kéo cái cành chính của nó xuống thì mình không để làm gì, cắt luôn. Thò cái mà để sát vào cắt xuống nha các bác. Đấy. Mình vứt này mình đặt cho nó. Cắt sát lại. Đấy, thì nó chỉ có thế thôi. Thì nếu như các bác mà có câu hỏi hay là có vấn đề gì về gặp về nhãn Hưng Chi ấy, thì các bác có thể comment ngay ở phía bên dưới video, em sẽ cố gắng là giải đáp thắc mắc cho các bác nhé. Thì em cũng xin phép là kết thúc video của em ở đây. Em xin cảm ơn tất cả các bác đã theo dõi video của em.